tất cả một động vật hay là một con người phải có đất và nước thì mới sống được. Chị ở đây 4 mấy năm rồi, bám biển suốt từ lúc bố mẹ đẻ ra đến bây giờ. Kiss me, wanna buy some? Buy beer không? Hình thành ra cái nhà bè nó nhiều quá, đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường. Thế nên là chính vì đấy là toàn bộ làng chài sau này là phải di chuyển. Trước hết là nó vẫn phải dỡ nhà. Khi mà nhà nước tiếp nhận nhà bè rồi thì cái nhà không được ở và sinh hoạt ở tại trên nhà bè đấy. Nhận nhà xong sau làm thủ tục quân di sản để nhận tiền xong. Cái chỗ này mà cho người ta dân làng lên bờ thì phải sống công bằng cho mọi người. Đúng là đúng đẹp, đúng là đúng ra, chúng con ta cần được.